quy định Volcker trở thành một thực tế. Quy định Volcker không chỉ sẽ trở thành một thực tế, mà còn là một thực tế khó khăn hơn nhiều so với những gì nhiều ngân hàng đã dự kiến. Các giới chức Hoa Kỳ đã thông qua quy định đã được sửa đổi nhằm ngăn chặn các giao dịch tài chính nhiều rủi ro trên Wall Street. Đây là một trong những cải cách khắc nghiệt sau cuộc khủng hoảng tín dụng. Tân Chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, bà Janet Yellen cho biết, bà mạnh mẽ ủng hộ mục tiêu của quy tắc này, đó là loại bỏ đầu cơ tài chính ngắn hạn trong các tổ chức tài chính được hưởng sự bảo vệ và mạng lưới an toàn, nhưng cũng quan trọng đối với tính thanh khoản của các thị trường tài chính và cho sự an toàn và lành mạnh của các tổ chức tài chính được phép tham gia vào thị trường. Quy định Volcker được đặt tên theo vị Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Paul Volcker, cấm các ngân hàng, các quỹ đầu cơ và các đầu tư cổ phần tư nhân mua bán bất động sản hoặc đầu cơ kinh doanh cho lợi nhuận riêng của mình. Quy tắc điều chỉnh cũng nêu rõ các trường hợp ngoại lệ. Các ngân hàng vẫn được phép mua bán bất động sản trong phạm vi giới hạn, cũng như các trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ và một số trái phiếu của cơ quan và trái phiếu của một số chính phủ khác. Tất cả có thể mang đến một phần rất lớn trong thu nhập cố định. Các ngân hàng bị cấm giao dịch các tài sản thế chấp bất thường như đã xảy ra một vài năm trước đây. Hy vọng là quy định Volcker có thể ngăn chặn được những thua lỗ trong giao dịch tài chính như JP Morgan vào năm 2012 đã bị mất đến 6 tỷ Mỹ Kim do đã có những giao dịch rất lớn trong thị trường tín dụng. Nhưng có một số người lo ngại là quy định này sẽ được thực thi như thế nào? Nó sẽ thực sự có một tác động lớn trong thu nhập của các ngân hàng hay không? Các ngân hàng lớn như JP Morgan và Goldman Sachs có thể nằm trong số những ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi việc cấm mua bán bất động sản và các quỹ đầu tư có thể hưởng lợi nhuận này. Giới chức năng cũng đã đồng ý gia hạn thêm một năm, thời điểm quy định Volcker bắt đầu được thực thi là vào tháng 7 năm 2015.